không còn sợ hãi trước người Mỹ. Iran sẵn sàng thừa nhận bán UAV cho Nga tăng sức mạnh. Xin chào mừng anh em quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Xuôi, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất. Vì chơi không đẹp, Mỹ đang tự giảm độ tín nhiệm của mình trong mắt bạn bè quốc tế. Không chỉ các ông lớn châu Âu như Anh, Pháp hay Thổ Nhĩ Kỳ công khai chỉ trích, mà bây giờ đại gia dầu mỏ Iran đến từ Tây Á cũng đã không còn kiêng sợ Mỹ. Mới đây, Iran thừa nhận đã bán UAV cho Nga trước cả khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Đây quả thực là một thông tin gây sốc vì không ngờ Nga tầm ngầm mà giao du rộng đến vậy. Cụ thể Nga và Iran có mối quan hệ gian, díu díu mập mờ thế nào? Có đúng là Iran dám ra mặt thách thức phương Tây? Mỹ phản ứng ra sao khi lại có thêm một nước sẵn sàng về phe Nga đối đầu mình? Muốn biết thêm thông tin chi tiết, mời anh em xem video ngày hôm nay. Tờ The Guardian ngày 5 tháng 11 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko lên tiếng phản ứng sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdollahian thừa nhận đã chuyển giao các máy bay không người lái UAV cho Nga trước chiến sự vốn bùng nổ từ ngày 24 tháng 2. Ông Nikolenko cho rằng Iran có những phát biểu không nhất quán, đồng thời cũng có những cảnh báo rất hùng hồn rằng Tehran nên nhận ra rằng hậu quả của việc đồng lõa với Nga chống lại Ukraine sẽ lớn hơn nhiều so với lợi ích Nga hỗ trợ. Trước đó cùng ngày, quan chức Iran thừa nhận nước này từng cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nhưng khẳng định đơn hàng được giao từ trước chiến sự Ukraine. Một số nước phương Tây cho rằng Iran đã cung cấp tên lửa và UAV cho Nga sử dụng trong chiến sự tại Ukraine. Phần câu chuyện về tên lửa là hoàn toàn sai sự thật. Phần về UAV thì chính xác, và chúng tôi đã cung cấp cho Nga lượng nhỏ UAV vài tháng trước chiến sự Ukraine. Hãng tin IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian. Ông Amir Abdollahian khẳng định, từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát ngày 24 tháng 2, Tehran chưa gửi thêm UAV cho Moscow lần nào nữa. Tuy thừa nhận việc chuyển giao UAV cho Nga, Ngoại trưởng Iran khẳng định rằng Iran không chú ý đến việc sử dụng ở Ukraine, đồng thời nói rằng Iran ủng hộ việc chấm dứt xung đột. Nếu Ukraine có tài liệu nào về việc Nga sử dụng UAV của Iran ở Ukraine, họ nên cung cấp cho chúng tôi. Nếu chứng minh được với chúng tôi về việc Nga sử dụng UAV do Iran sản xuất trong chiến sự ở Ukraine, chúng tôi sẽ không dửng dưng trước vấn đề này. Ngoại trưởng Amir Abdollahian nói thêm. Giới quan sát nhận định, đây là lần đầu tiên Iran thừa nhận có chuyển giao vũ khí cho Nga và cũng là lần đầu tiên Tehran đề cập cụ thể về những tin đồn UAV nước này được sử dụng trên chiến trường Ukraine. Phản ứng về phát biểu trên, ông Nikolenko chỉ trích nhà ngoại giao Iran ám chỉ rằng phía Ukraine dường như từ chối gặp các chuyên gia Iran dưới áp lực của các đối tác phương Tây. Ukraine được dạy chỉ tin sự thật. Do đó, Bộ Ngoại giao do ông Dmitry Kuleba dẫn đầu phối hợp với các ban ngành khác sẽ tiếp tục có các biện pháp nghiêm khắc tối đa nhằm ngăn chặn Nga sử dụng vũ khí của Iran, ông Nikolenko phát biểu. Chính phủ Ukraine gần đây cáo buộc Nga tăng cường sử dụng UAV để tập kích hạ tầng dân sự, đặc biệt là đập thủy điện và nhà máy phát điện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định những đợt tấn công chủ yếu sử dụng UAV Shahed-136 do Iran phát triển. Phương Tây cùng các nhà nghiên cứu quốc phòng cũng nhận định tương tự, dựa trên hình ảnh thực tế và thông tin tình báo. Dù tuyên bố đang nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, Nga phủ nhận quân đội nước này sử dụng UAV Iran trong các đợt tập kích. Theo Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian, Tehran đồng ý thảo luận với Kiev về loạt cáo buộc Nga sử dụng UAV Iran, đợi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cung cấp thêm tài liệu chứng minh. Một cuộc gặp giữa hai bên đáng lẽ đã diễn ra khoảng 2 tuần trước, nhưng phía Ukraine đổi ý và hủy bỏ vào phút chót. Bộ Ngoại giao Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Ông Amir Abdollahian nói Tehran cam kết không làm ngơ nếu như phát hiện Moscow sử dụng UAV Iran cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chính phủ Iran nhiều lần khẳng định lập trường trung lập, không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong chiến sự Nga-Ukraine. Anh và Liên minh châu Âu-EU trong tháng qua đã áp lệnh trừng phạt đối với một số tướng Iran, được cho là chịu trách nhiệm trực tiếp chương trình cung cấp UAV đến Nga. Mặc dù rất quả quyết về việc không theo phe Nga,
sau những phát biểu của ông Amir Abdullahian, đặc phái viên Mỹ về Iran, ông Robert Malley nói rằng việc Iran khẳng định cung cấp máy bay không người lái UAV cho Nga trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với số lượng nhỏ là sai sự thật. Ông Malley cho rằng Iran đã chuyển hàng chục UAV cho Nga chỉ trong mùa hè này và quân nhân Iran đã tới vùng lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng để giúp Nga sử dụng UAV. Trước đó, hồi tháng 7, Mỹ đã cảnh báo rằng Iran đang có kế hoạch cung cấp UAV cho Nga trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh chiến dịch phản công quy mô lớn. Thực chất, Nga và Iran đang có mối quan hệ hữu nghị ngày càng đi lên. Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Moscow và Tehran trong cuộc gặp người đồng cấp Iran tại Uzbekistan mới diễn ra giữa tháng 9 năm nay. Iran là một trong 4 nước quan sát viên của SCO, Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tehran đã nộp đơn xin gia nhập tổ chức này vào năm 2008, nhưng bị gián đoạn do các lệnh trừng phạt từ Mỹ và Liên Hợp Quốc liên quan đến chương trình hạt nhân. Một vài nước SCO không muốn tiếp nhận một quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt. Ông Putin cho biết hai nước đang dần hoàn thiện các hoạt động hướng tới Hiệp ước Hợp tác Chiến lược Nga-Iran và thảo luận thêm về hợp tác thương mại. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng các quốc gia chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn. Quan hệ giữa những nước bị Mỹ trừng phạt như Iran, Nga hay các nước khác có thể vượt qua nhiều vấn đề và trở nên mạnh mẽ hơn, ông Raisi nói. SCO được thành lập vào năm 2001 là tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh cạnh tranh với các thể chế phương Tây, sẽ có các cuộc họp với sự tham dự của Tổng thống Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như lãnh đạo từ Ấn Độ, Pakistan, Kazakhstan và các nước Trung Á khác thuộc Liên Xô cũ. Vào hồi cuối tháng 7, tại cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, người tiến hành chuyến thăm chính thức Iran, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã kêu gọi Nga tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài với quốc gia Trung Đông này. Sự hợp tác giữa hai bên đem lại rất nhiều lợi ích cho cả hai phía, nhất là trong bối cảnh hai cường quốc dầu khí đang cùng hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đánh giá cao việc Nga luôn giữ vững vị thế độc lập, đồng thời cho rằng các nước nên loại bỏ dần đồng đô la khỏi giao dịch thương mại toàn cầu, thay vào đó là sử dụng đồng nội tệ. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng kêu gọi dần loại bỏ đồng đô la trong giao dịch song phương. Trong một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với Nga, Iran đã thực hiện giao dịch trao đổi tiền tệ giữa đồng nội tệ Rial với đồng rúp của Nga. Hai bên đã ký bản ghi nhớ về việc sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại quy mô nhỏ. Iran cũng đã bắt đầu đưa giao dịch đồng Rial rúp lên thị trường ngoại hối. Trong bối cảnh cả Iran và Nga đều đang chịu lệnh trừng phạt của phương Tây do Mỹ đứng đầu, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ dần loại bỏ đồng đô la trong các giao dịch của nước này với Iran. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Ali Saebahi nhấn mạnh, khi các cường quốc dùng những đồng tiền lớn làm công cụ chính trị, thì việc sử dụng đồng nội tệ và việc ký kết các thỏa thuận tiền tệ song phương, đa phương có thể là giải pháp hiệu quả nhằm vô hiệu hóa các biện pháp gây sức ép của các cường quốc đối với các nước khác. Theo người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Iran, hoạt động xuất khẩu của Iran sang Nga sẽ gia tăng sau khi thực hiện giao dịch trao đổi tiền tệ giữa đồng Rial và đồng Rup. Cũng trong chuyến thăm Iran mới đây của Tổng thống Nga Putin, công ty dầu khí quốc gia Iran NIOC và tập đoàn Gazprom của Nga đã ký một thỏa thuận hợp tác trị giá khoảng 40 tỷ đô la nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng. Theo thỏa thuận, Gazprom sẽ giúp NIOC phát triển các mỏ khí ở Kis và Nordpa và 6 mỏ dầu. Gazprom cũng tham gia các dự án khí tự nhiên hóa lỏng LNG và xây dựng các đường ống dẫn khí xuất khẩu cho Iran. Iran hiện là nước có trữ lượng khí tự nhiên lớn thứ hai thế giới sau Nga, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ngăn cản nước này tiếp cận công nghệ và làm chậm lại sự phát triển của lĩnh vực xuất khẩu khí đốt. Chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Iran thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang làm rối loạn thị trường dầu khí toàn cầu, đẩy giá cả tăng cao dẫn tới lạm phát tiêu dùng phi mã. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Iran là đối tác của Nga và Moscow, coi trọng mối quan hệ song phương với Tehran. Quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước đã vượt con số 4 tỷ đô la vào năm ngoái và Moscow sẽ dần từ bỏ thông lệ sử dụng đồng đô la trong hoạt động thương mại khi hai bên phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Cũng theo Peskov, Nga và Iran có cơ hội để xây dựng hợp tác nhằm giảm bớt tác động từ các lệnh trừng phạt. Như vậy,
mặc dù có mối quan hệ khá tốt với Nga, nhưng Iran vẫn mập mờ chứ không dám mập rõ, không thực sự dám ra mặt bảo vệ Nga mà chỉ đứng trung lập và có phần rén liên minh Mỹ-EU. Dù sao, máy bay thì cũng đã chuyển rồi, mối quan hệ với Nga cũng không thể chấm dứt. Thế nhưng, làm mếch lòng châu Âu và Mỹ cũng không hẳn là nước đi đúng đắn, nên Iran chỉ còn cách tương kế tiệu kế, khéo léo xoay sở cho qua con chẳng này. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử thì đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha.